Các bạn đến với Lão già ngã bãi Sài Gòn hay Tiến sĩ Lê Văn Tư. Hôm nay tôi xin chia sẻ với bạn chủ đề không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông. Câu nói này cũng được nhiều người nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần các bạn. Mời mời các bạn đặt câu hỏi các bạn. Mời các bạn đặt câu hỏi. Mời các bạn đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi. Và nhớ chia sẻ và nhớ chia sẻ. À, cho nhiều người cùng xem. Thì các bạn biết rồi, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Thì nếu nếu mà nhận định thông thường, người ta nghĩ ở một dòng sông thì tôi tắm thì cũng là lúc nào tôi tắm ở đó thì lần sau tôi tắm cũng đó cũng là dòng sông, nhưng không phải các bạn. Thì bạn tắm lần thứ hai là cái dòng nước nó không còn nữa, dòng nước bạn tắm nó đã trôi đi rồi, nó không còn nữa. Thì đó ý nghĩa thế, nó vừa nghĩa đen và vừa nghĩa bóng luôn các bạn. Thì ý muốn nói rằng trên cuộc đời này đó các bạn, trên cuộc đời này thì cơ hội hoặc là những chuyện làm tốt đẹp cho người khác đó, thì có là các bạn nên làm ngay, đừng trì hoãn, đừng lần nữa, đừng do dự. Và kể cả bản thân chúng ta cũng vậy các bạn, khi cơ hội đến, khi đổi đời, khi mà bạn muốn vượt khỏi mùa vượt vũ môn, bạn muốn vượt khỏi lũy cha làng, bạn muốn có dự án mới, muốn có chương trình mới, và các bạn biết rồi, thế giới đang thay đổi với tốc độ chóng mặt hàng giờ, hàng phút, hàng giây. Vì vậy không có lý do gì mà chúng ta cứ ở mãi trong một môi trường cũ, con người cũ, giải pháp cũ, công việc cũ, các bạn hãy nhớ. Và luôn luôn chúng ta phải thay đổi, chúng ta phải thích ứng với cái môi trường thay đổi. Và điều này vô cùng quan trọng. Và bởi vì vua Thiết Tiến Hóa Đạt Quyên mới nói rằng những loài tồn tại không phải là những loài mạnh nhất, cũng không phải là những loài thông minh nhất, mà là những loài thích nghi tốt nhất với sự thay đổi. Hoặc là Albert Einstein, nhà bác học thiên tài thế kỷ 20 đã nói rằng thật là điên rồ khi cứ làm theo cách cũ mà muốn có kết quả mới. Và có câu nói, bạn muốn có những điều mà chưa từng có thì bạn phải làm những việc mà chưa từng làm. Đó các bạn. Thì điều này muốn nhắc đến bạn, chia sẻ một chủ đề các bạn hãy nhớ, không ai tắm hai lần trên một dòng sông. Và những chuyện bạn làm tốt đẹp cho người khác thì có, bạn hãy làm ngay. Giống như đối xử với cha mẹ mình, khi cha mẹ mình còn sống, khi cha mẹ mình còn tồn tại trên cõi đời này, những gì tốt đẹp bạn dành cho cha mẹ thì hãy cứ dành cho mẹ. Bởi vì khi cha mẹ mất đi thì chúng ta không thể nào làm lại được. Các bạn hãy nhớ điều này. Đây là một thông điệp tôi muốn gửi đến những ai còn cha mẹ già, hãy chăm sóc, hãy đem đến những niềm vui cho họ. Vì bởi vì theo triết lý nhà Phật nói rằng kiếp này thì gặp nhau nhưng biết kiếp sau có còn gặp lại nhau hay không. Hoặc là hay nói theo quy luật của vũ trụ, người đó an giấc nhuận thu thì cho dù bạn muốn tìm mãi mãi cũng không tìm lại được. Thì ở đây là một video hay, giá trị ý nghĩa nhân văn để các bạn ứng xử với cuộc đời này và để phát triển bản thân cũng vậy. Các bạn hãy nhớ luôn luôn thay đổi, luôn luôn là cái vận động theo cuộc sống, bởi vì môi trường kinh doanh, môi trường cuộc sống luôn thay đổi với tốc độ chóng mặt. Bạn hãy như chia sẻ những video này cho người khác cùng xem, người khác sẽ vô cùng biết ơn bạn khi nhận được những video giá trị như thế này. Và những video tôi chia sẻ với bạn là những việc tôi đã làm, những hành động tôi đã làm, những kiến thức tôi đã dạy cho người khác, cho sinh viên, cho cán bộ công chức, cho người khuyết tật, cho bộ đội sức ngủ và cho những doanh nghiệp. Tôi đã kinh nghiệm rất nhiều bởi vì tuổi thì cũng đã hơn 60, bởi vậy tôi mới lấy cái bút danh là Lão già ngã bãi Sài Gòn. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Cảm ơn các bạn.